Mở tập tin của vợ sắp cưới, chàng trai sốc với hồ sơ 57 người tình. Chàng trai người Hàn Quốc choáng váng, ngay lập tức muốn hủy hôn khi nhìn thấy tập tin chứa hồ sơ chi tiết về 57 người tình cũ của vị hôn thê. Câu chuyện gây xôn xao dư luận được tiết lộ trên một chương trình chuyên về tình cảm của kênh roi thuộc đài KBS Hàn Quốc. Theo chia sẻ của chàng trai trong chương trình, anh và bạn gái đã hẹn hò được 2 năm và quyết định tiến tới hôn nhân. Khi chỉ còn khoảng 100 ngày nữa là đến ngày cưới, vào lúc đang chuẩn bị làm thiếp mời và lập danh sách khách mời anh vô tình phát hiện một tập tin kỳ lạ có tên hồ sơ thời đại học trên máy tính sách tay của vợ sắp cưới tò mò mở file chàng trai hoàn toàn sốc trước nội dung bên trong đó là một bảng excel ghi chép chi tiết về lịch sử tình ái của vị hôn thề, bao gồm cả bạn trai cũ và những người có quan hệ tình một đêm bảng biểu không chỉ ghi lại tên và tuổi của những người đàn ông này mà còn có thông tin về xuất thân cách quen biết và nhận xét về tính cách của họ tổng cộng có tới 57 người đàn ông được liệt kê trong bảng excel chàng trai chia sẻ rằng anh quá đỗi bất ngờ trước hồ sơ này của vợ sắp cưới ấn tượng của anh về cô luôn là một cô gái rất trong sáng không thể ngờ rằng quá khứ yêu đương của cô lại phong phú đến vậy việc biết được bộ mặt thật của vợ tương lai trước ngày cưới khiến anh sốc nặng muốn hủy bỏ đám cưới ngay lập tức câu chuyện được phát sóng lập tức thu hút sự chú ý khơi lên cuộc tranh luận về sự trung thực trong các mối quan hệ và quan điểm về quá khứ tình ái của đối phương nhiều người dùng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ cho rằng nếu gặp tình huống tương tự họ cũng sẽ cảm thấy suy sụp và muốn hủy bỏ đám cưới ngay lập tức họ khó có thể chấp nhận sự lừa dối hay tạo vỏ bọc ngoan ngoãn này của đối phương một số bạn bè của chàng trai nhận xét rằng tuy 57 mối quan hệ trong quá khứ của cô gái đã là chuyện cũ, nhưng con số này quả thật rất đáng kinh ngạc. Hơn nữa, việc cô gái lập bảng biểu chi tiết như vậy là điều mà người bình thường hiếm khi làm. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng hành động của cô gái này đã là quá khứ, quan trọng là hiện tại tình cảm của hai người thế nào. Việc lập bảng biểu có thể chỉ đơn thuần là khoe khoang giống như việc sưu tầm huy chương vậy.